Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với series podcast tập 21. Và vị khách mời hôm nay đó chính là anh Lim. Thì anh Lim có thể giới thiệu qua bản thân để cho các bạn biết là hôm nay mình đang gặp gỡ nhân vật nào được không? Ok, chào Tuấn Anh. Chào các bạn đang xem. Cũng rất là vinh dự để hôm nay được ngồi podcast với Tuấn Anh. Lâu rồi anh em cũng chưa có ngồi podcast với nhau. Yeah, cũng quá lâu rồi. Yeah. Thì mình giới thiệu mình tên là Lim. Thì mọi người thường gọi mình là Lim Nguyễn. Facebook mình cũng là Lim Nguyễn luôn. Và công việc của mình hiện tại là một DOP, đạo diễn hình ảnh, đi quay các TVC MV viral. Vậy thì nôm na là nếu mà tóm gọn lại thì là anh Lim hiện tại đang là DOP và cũng đã tham gia làm rất nhiều dự án MV cho TVC. Thì mình sẽ để trên màn hình đây cho các bạn coi sơ qua các thành phẩm của anh Lim đã từng làm ha. Còn thì mình cũng sẽ đính kèm thêm một cái link về portfolio của anh Lim bên dưới. Và bây giờ thì let's begin. Ok, vậy thì hôm nay thì mình cũng đại diện cho một số bạn đã từng hỏi mình nhiều về các cái vị trí đi làm on set như là DOP này nọ. Thì hôm nay có một DOP đích thực đang ngồi ở đây. Thì anh Lim, thường anh Lim sẽ không đi mấy cái job quá nhỏ hoặc là tầm trung, mà thường anh Lim sẽ đi mấy cái job mà sẽ yêu cầu cái crew lớn, mà thường là những crew bao nhiêu người trở lên nhỉ anh? Thực ra thì anh cũng không có phải là đi job lớn không, nó vẫn có job nhỏ tại vì anh là có một cái production house nên là anh cũng phải nuôi nhân sự á, nên là những cái job nhỏ là cái để nuôi nhân sự. Và thường thì những cái job lớn á thì nó sẽ dao động từ khoảng từ 10 cho tới gần 40 người trên một set. Tất cả vị trí 10 cho tới 40 người. Thế nên là hôm nay mình sẽ đặt chủ yếu những câu hỏi là những người thực sự đi làm set sẽ có cái kinh nghiệm gì để chia sẻ lại cho tụi mình hôm nay ha. Vậy thì đến với những cái câu hỏi đầu tiên, mà câu hỏi này nhiều bạn cũng đã hỏi em rồi, đó chính là anh ơi, liệu thiết bị có thực sự quan trọng không? Và lúc nào là có và lúc nào là không? Thật sự là cũng có rất nhiều người hỏi rồi. Đúng rồi, không chỉ riêng mình tụi em không. Đúng rồi, và những cái này thường là những bạn mà mới bắt đầu làm á, là các bạn sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ là mình nên mua thiết bị như thế nào nó sẽ đáp ứng được nhu cầu của mình. Thì thực ra nếu như mà các bạn có theo dõi mình Tuấn Anh hoặc là anh Võ Minh Đức, anh Justin Võ đó, tụi mình cũng đã có nói rất là nhiều vấn đề về cái vụ thiết bị này rồi. Thì hôm nay mình chia sẻ lại thêm một xíu nữa. Thì thực sự trong một cái project, trong một cái dự án mà tụi mình làm á, cái thiết bị nó là thực sự nó không quá cần thiết trong một cái dự án để mình làm. Kiểu giống như là khi một dự án mình nhận thì mình làm hết tất cả khâu tiền kỳ rồi, thì cuối cùng nó là về cái thiết bị, và mình sẽ chọn lựa là thiết bị nào phù hợp cho dự án của mình thì mình sẽ lựa chọn để mình làm, chứ nó không phải là cái tiên quyết đầu tiên để mình lựa chọn sau đó mình mới làm những cái khâu khác. Đúng rồi. Nghĩa là thực sự là trong cái quá trình làm hay là bất kỳ cái job nào lớn ấy, hoặc thậm chí không phải lớn không, mà kể cả những job nhỏ, hoặc là sau này khi các bạn đã vô ngành này đủ lâu ấy, nhất là anh Lim, thì cả anh Liên với mình đều đúc kết ra một điều là thực sự là thiết bị nó không quá quan trọng khi mình làm trong cái nghề này. Tuy nhiên lựa chọn thiết bị phù hợp thì nó lại là một cái chuyện khác, là chuyện cực kỳ quan trọng. Thế nên là không phải là các bạn mua một thiết bị hay hai thiết bị là các bạn có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của các bạn được. Mà cái việc mà đáp ứng được nhu cầu ấy, thì cái đó lại qua một cái trường phái khác, đó gọi là cái hướng đi của bản thân. Có phải là khi đi quay anh để ý là có rất là nhiều thể loại quay khác nhau đúng không? Ví dụ cá nhân anh thì anh hay quay những thể loại nào là nhiều? Anh thì thường anh đi TVC với lại MV là nhiều. Thì anh thấy là thường là TVC với MV về mặt thiết bị đi, thì thường nó đòi hỏi những cái điều gì, kiểu như là những cái yếu tố thiết yếu của cái phần thiết bị nào là được ưa chuộng nhất để đi quay TVC hoặc là MV? Đối với ví dụ đối với MV đi. Thì MV thường á, tụi anh làm nó sẽ có một cái mức độ chill nhất định. Tại vì thường MV mình plan nó là một vấn đề, nhưng mà khi mình lên set nó có những cái phát sinh mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ lại có thêm những cái option khác. Thì cái tiêu chí mà để lựa chọn đi MV của anh á, nó là gọn và nhẹ thôi. Gọn và nhẹ, đó là đủ thiết bị. Về mặt thiết bị thì em có để ý là hình như dạo này các MV càng ngày nó càng hơi thiếu kinh phí hơn, nên là cái việc mà lựa chọn thiết bị nhẹ và gọn thì anh có thể nói là tại sao không? Tại sao mình không thuê những thiết bị khác? Mặc dù em biết là có những thiết bị khác là nó nhỏ hơn, nó rẻ hơn, nhưng mà tại sao anh lại chọn một số thiết bị để ưu tiên độ gọn trước xong rồi mới tới rẻ? Ví như cá nhân anh là đang sở hữu con máy gì và anh luôn lựa chọn con máy đó để đi quay cho gọi là gọn nhẹ. Ok, thì cái này thì nó cũng đúng như cái chủ đề hôm nay mình nói á. Chọn thiết bị nó phù hợp với lại cái mà mình muốn làm. Bất kể là MV, nó sẽ có MV này, MV kia, nó sẽ thuộc dạng thế này, thuộc dạng thế kia, ABCDZ, rất là nhiều thứ.
thì mỗi một cái mình sẽ có một cái phương án để mình chọn. Ví dụ như là một cái MV mà mình cần phải đi quay ở ngoài đường rất là nhiều, xong mình đi nhiều địa điểm này cái kiểu, thì mình không thể nào vác mỗi con máy to đùng, hoặc là một cái gimbal to đùng, hoặc là một cái cẩu to đùng để mình vác từ địa điểm này qua địa điểm khác. Nhất là khi nó là low budget thì dễ bị lẫy lắm. Đấy thì nó sẽ là thuộc dạng là thiết bị gọn nhẹ cho cái trường hợp đó. Còn ví dụ trường hợp mà mình cần tính toán về góc máy và này kia kiểu nhiều, thì cái vấn đề mà mình lựa chọn những cái thiết bị hỗ trợ để nó hỗ trợ cho mình được cái shot quay đó nó đạt được 100%, thì khi đó mình mới cần những cái thiết bị nó hỗ trợ cho đó, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ setup nhiều hơn. Vậy là do là bây giờ là đại đa số là nhiều bên cũng muốn quay low budget, thế là anh cũng muốn là tiết kiệm chi phí nhất, thì mình cứ cầm máy gọn lẻ mình quay được địa điểm nhiều, càng nhiều nơi càng tốt. Nhưng mà cái mà em cũng đang thắc mắc là liệu có phải bất kỳ MV nào hay TVC nào cũng cần phải quay RAW 12 bit không anh? Anh nghĩ là không cần thiết, tại vì tùy vào cái nhu cầu và cái giống như Tuấn Anh nói về cái budget á, nó phải phù hợp nữa. Ví dụ bây giờ giống như bởi vì anh đi qua TikTok nhiều đây. TikTok có đầu tư, khi mà lên một cái nền tảng TikTok hay là nên là một cái nền tảng Facebook á, thì các bạn cũng biết là nó đã bị bóp lại về cái chất lượng rồi. Nên là cho dù là các bạn muốn quay nó 12 bit RAW hay là như thế nào đó, thì lên những nền tảng đó nó cũng không có thể hiện được hết, mà nó chỉ thể hiện được trong cái khâu mà các bạn hậu kỳ thôi. Anh nghĩ là nó cũng không thật sự cần thiết lắm. Nếu như mình có một cái dự án nào đó mà mình cần cái độ bitrate cao hay là gì đó thì mình mới cần thiết thôi. Còn thực sự bây giờ anh thấy là rất là nhiều MV của những nghệ sĩ lớn họ quay, giống như bên Phương Vũ chẳng hạn, thì họ vẫn quay những con máy nhỏ như FX3 chẳng hạn, họ vẫn cho ra một chất lượng rất là tốt và nó vẫn phù hợp với cái thị hiếu mà người xem. Vậy thì theo như em được biết ấy, thì anh em mình xài nhiều máy cine cũng nhiều rồi, thì anh em mình đều đúc kết được cái việc là khi mà bit depth của màu nhiều hơn thì cái độ chuyển từ màu sắc từ highlight qua shadow, các sắc độ màu nó cũng sẽ mượt hơn. Đúng. Tuy nhiên tại sao mà cái câu của anh Liêm lúc anh nói là tùy project, không phải project quay MV hay TVC nào cũng cần 12 bit, thì tại vì á, nếu như đã là TVC hoặc MV thì các bạn sẽ phải có cái gọi là tên kỳ một xíu, là các bạn đã chuẩn bị sẵn về mặt ánh sáng hay là về mặt set design ở một mức độ nào đó nhất định. Thế nên là chứ không phải là bạn vác máy sang xong bạn mới bắt đầu tới bạn xem và bạn đi một mình. Thường đi mấy máy quay cine, mấy cái MV hay là TVC không bao giờ đi crew nhỏ. Rất là nhiều người. Cũng phải tối thiểu từ 10 cho tới 40 người trở lên. Thế cái việc mà các bạn chuẩn bị kỹ từng tí một, thì nếu như các bạn có hết mấy đó ổn định hết rồi, như là đèn này, ánh sáng này, prop design này, hắt sáng, make up, thì mình không nghĩ là bạn cần thiết tới 12 bit. Và 10 bit vẫn là được, 10 bit 422 đó vẫn ok. Thực ra là hồi đó mình chỉ có 8 bit thôi trên mấy con Lumix GH5 mấy con A7 đời cũ đi. A7 đời cũ đúng không? Thì nó 8 bit là mình cảm thấy là nó quá ok trong cái phân khúc đó rồi. Nhưng mà mình chỉ cần từ 8 lên 10 bit thôi là mình đã thấy sự khác biệt rõ ràng rồi. Nên là mình không cần thiết là nó phải là 12 bit, 14, 16 bit làm gì hết. Thì từ 8 lên 10 bit là đã thấy nó khác biệt kinh khủng rồi. Thì đúng rồi, từ 16,8 triệu màu lên tới tận 1 tỷ triệu màu mà. Đúng rồi. Thì nó phải khác chứ. Và tất nhiên là cái việc mà quay 12 bit ấy nó sẽ giúp mình chỉnh sửa được hậu kỳ nhiều hơn. Nhưng mà đó là trong trường hợp mà mình biết chắc chắn là hôm đó mình đi quay ở một location mà ánh sáng hay là white balance nó sẽ bị thay đổi nhiều mà mình không có khả năng kiểm soát tại chỗ, thì lúc đó mình mới nghĩ, và em cá nhân em nghĩ lúc đó cái 12 bit nó mới thật sự gọi là đáng giá ngay những thời điểm mình không kiểm soát được. Dạ yeah, nhưng mà yeah. Nhưng mà khi quay những cái đó thì hậu kỳ nó cũng phải giỏi nữa. Đúng rồi. Nó mới khai thác được hết những cái đúng đó. Đúng rồi. Hậu kỳ không giỏi là đưa file, ví dụ file hậu kỳ không quen đi, đưa file Red của Red Komodo hay Komodo X ra, thì em đảm bảo là mọi người cũng không biết cách xử lý về màu sắc và không biết cách xử lý về độ noise của màu. Tại file Red nó noise rất nhiều hơn so với các file Blackmagic nha. Thì tại vì tại sao nó lại noise như vậy, thì anh có nghe cái câu mà đời trước Blackmagic từng công bố là B-Raw của họ thật ra không phải là True RAW, mà nó chỉ là một phần là RAW, một phần là đã được xử lý rồi không? Thế nó mới gọi là giảm ít noise hơn. Còn Red ấy, nó là RAW thuần nhưng mà RAW nén, nên đâm ra nó vẫn sẽ có cái độ noise dày hơn và nhiều hơn so với Blackmagic. Thì các bạn nhìn chất ảnh các bạn sẽ thấy là nó khác liền á. Nhưng mà thật ra đối với anh ấy, anh quay những con máy cinema đó, thì anh cảm thấy là những cái noise đó là những cái chất mà
khi mà hậu kỳ anh không muốn bỏ ra. Đúng rồi, kiểu như là nó đôi lúc không gọi là noise mà em gọi nó là grain nhé. Đôi lúc mình add và để nhìn cho nó phim á, thì nó ngoài mấy cái việc ra nãy giờ mình trao đổi về thiết bị, cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng và khi nào quan trọng, codec nào xài lúc nào ok á, thì em cá nhân muốn hỏi anh là nãy giờ mình chỉ nói là thiết bị tổng thể thôi, vậy thì đối với anh những món thiết bị nào là quan trọng nhất với kinh nghiệm làm sao của anh? Là thiết bị hả? Thiết bị là bao gồm máy ảnh, máy quay, đèn, kính, đón, filter hay là audio hay là mic hay là tùm lum thứ đó. Mấy cái đó nếu mà trên một set quay của phía anh thì cái nào là quan trọng đầu tiên? Vậy thì bây giờ mình gom lại đi cho nó gọn hơn đi ha. Okay. Ví dụ thiết bị thì nó sẽ bao gồm là những cái gì liên quan tới máy quay. Ví dụ là máy quay, lens, chân, gimbal, những cái mà nó hỗ trợ cho cái máy quay mình gọi thiết bị đi ha. Còn ánh sáng thì là tất cả những đèn đớm, poly, siêu này kia kiểu đó. Và một số những cái thiết bị hỗ trợ khác. Yeah. Giống như là crane, là boom, là dolly rồi cái kiểu. Thì với anh á, thì khi một dự án á, anh ưu tiên nhất là về ánh sáng. Xong sau đó mới tới thiết bị và những thiết bị hỗ trợ. Tại sao lại đối với anh ánh sáng là quan trọng nhất? Tại vì chắc là các bạn cũng đã tìm hiểu nhiều rồi á, thì trong một cái dự án thì cái máy quay nó giống như nãy mình nói, cái máy quay nó không phải là cái quan trọng nhất, mà ánh sáng nó sẽ tạo nên cái project mình nó có đẹp hay không. Đối với anh á thì cái ánh sáng trong những cái dự án đó nó cực kỳ quan trọng, và cái đó anh ưu tiên hàng đầu là nó phải có đầy đủ để anh có thể làm được cái project đó. Còn máy quay có thể là máy quay cục cùi phía xíu cũng được, không phải là vấn đề. Thì đó là trong trường hợp là các bạn đã làm tốt các khâu khác và các bạn nắm tổng thể nha, chứ không phải là ý ở đây của mình với anh Liêm là các bạn cứ mua máy cùi xong rồi mua mấy đồ kia xịn là được. Không, ý là mọi sự đầu tư về thiết bị ấy, theo quan điểm của em nhé, để thấy nó lên cân bằng ở mức nhất định, có nghĩa là nó sẽ có mức tối thiểu ở mức nào đó và mức tối đa ở mức nào đó. Đúng rồi. Yeah. Còn nó không phải là cầm điện thoại đi quay hay là như thế nào đó. Nhưng mà kể cả là cho dù các bạn đánh sáng cực kỳ tốt nha, thì các bạn cầm điện thoại lên nó vẫn đẹp hơn so với cái việc là không đánh sáng mà ánh sáng đẹp ở máy quay nha. Thế nên là cái đó minh chứng biết bao nhiêu lâu rồi, các bạn có thể tìm trên toàn bộ YouTube, các bạn có thể thấy người ta đều nói, những người kinh nghiệm lâu năm như anh Liêm đều nói là thực sự ánh sáng là thứ quan trọng đầu tiên. Tại vì cinematography hay DOP họ đều quan tâm tới cách để shape cái ánh sáng, nó là cách manipulate ánh sáng, cách biến ánh sáng, kiểm soát cho tốt, thì cái ánh sáng là cái quan trọng nhất. Vậy thì bây giờ để em hỏi câu hỏi cụ thể luôn, đối với anh giữa việc cái lens với cái body, cái nào quan trọng hơn? Nếu cá nhân lens với lại body thì anh nghĩ là anh chọn lens. Tại sao lại là lens? Em có biết là anh cũng đang chơi một bộ Nikon Cinemark hay luôn. Đối với anh á, khi mà anh quay á thì cái lens nó là cái để nó là một trong những cái giống như là con mắt của mình vậy, thì nó sẽ là một cái để nó kể được câu chuyện theo ý mình muốn, và nó mang cái mood mà mình muốn kể. Nên là một cái lens mà nó mang những cái yếu tố cho một cái dự án, nó phù hợp với một cái dự án của mình như vậy á, thì anh sẽ lựa chọn lens hơn là body. Tại vì một con máy, ví dụ con Red Komodo chẳng hạn, với lại một con Arri, thì thật sự mình nghe hai cái tên tuổi đó thì nó cũng là một thằng 8, thằng 10 rồi ha. Yeah. Nhưng mà thằng Arri nó vẫn là chân ái hơn. Nhưng mà để mà lựa chọn á thì Red nó vẫn là một lựa chọn mình cảm thấy là nó ok nhất, tại vì dự án mình nó không cần phải tới mức cái file của Arri chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà dư tiền thì book Arri thì Arri vẫn tiền thì vẫn dư được. Thấy mình tốt còn hơn là nó thiếu lắm. Thực ra để mà lựa chọn thì anh vẫn lựa chọn lens, xong rồi mới tới body sau. Nhưng mà nếu mà lựa chọn lens anh nói là chủ yếu, vậy thì em tóm gọn là cái lựa chọn lens của anh cho quan điểm là nó tốt hơn so với body, tại vì lens nó giống như là con mắt của mình, ánh sáng hay mọi cái thứ nó sẽ đi vào từ cái lens trước xong rồi tới cái body. Vậy thì cái lens sẽ có nhiệm vụ là tạo cái mood, cái characteristic green của cái bộ lens đó để tạo ra cái mood mình mong muốn cho cái video ha. Thì giữa những bộ lens em thấy nhiều người chơi chia làm hai trường phái, đó cái là lens thuần cine luôn, hai là kiếm các cái lens cổ, lens vintage để mà cine mode lên. Thì theo kinh nghiệm của anh thấy xài nhiều rồi, anh thấy chủ yếu phần lớn hai cái bộ đó nó sẽ khác nhau như thế nào, và tại sao cá nhân anh lại chọn vintage lens làm một cái cho cá nhân mình sở hữu chứ không phải một cái
CineLens hiện đại? Thì câu chuyện đầu tiên đó là về tiền đâu. Tại vì thực ra thì các bạn cũng biết là những cái cinema lens á mà nó đã được làm chỉnh chu rồi để nó bán ra thị trường á thì giá nó cực kỳ chát, nó có thể lên cả ngàn, cả chục ngàn cho một cái lens, một cái thôi, một cái đấy nha. Đấy, nên là mình chơi ở một cái phân khúc kiểu như là mình làm những dự án indie của mình và mình lựa chọn những cái lens vintage để mình cinemod nó lại thôi, thì nó sẽ tiết kiệm hơn về chi phí cho mình. Nhưng mà thật ra thì nó cũng không tiết kiệm được nhiều, tại vì những cái lens đó mình làm lại hết thì nó rơi vào đó khoảng đâu cũng vài chục. Đấy. Thì bộ của anh là tổng khoảng bao nhiêu nhỉ? Cái bộ của anh tính làm hết luôn á thì nó phải cỡ 70. 70 là bộ gồm 6 con lens đúng không ta? 7 con lens. 7 con lens là 70. Ồ, thì mắc. Tính ra là 10 triệu con. 10 triệu con, tại vì nếu các bạn mua ở ngoài, các bạn không cinemod cái gì á thì nó sẽ rẻ hơn. Đúng rồi. Nhưng mà năm nay là để phục vụ cho quay phim nó ok hơn thì các bạn nên cinemod lại để có những cái fee nó lớn hơn, vừa mấy cái mắt box hơn, hay thậm chí có những cái vòng focus để nó tiện khi manual focus hơn. Thì đó lý do tại sao anh Liêm chọn cinemod. Còn tất nhiên là cái việc mà lựa chọn một cái lens vintage thay vì một cái lens cine hiện đại ấy, thì cái yếu tố đầu tiên đúng nghĩa là giá tiền luôn. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai ấy, theo mình thấy là những cái lens vintage, cá nhân em nhé, em thấy nó có nhiều characteristic hơn hẳn so với các lens cine hiện đại. Cine hiện đại đa số em thấy nó gần như là 70% nó giống nhau, 30% khác biệt, nó vẫn có cái độ characteristic so với các cái lens photo các bạn xài. Nó sẽ không quá nét như lens photo, kiểu nét gai ấy. Nhưng mà theo em thấy thì hiện tại cũng có rất nhiều lens cine thời điểm bây giờ, nó cũng đang có một mức giá khá là ok. Tuy nhiên là ok ở đây nó vẫn trên khoảng 1.500 đô trên một con. Đúng rồi. Nghĩa là tổng khoảng trên dưới 30 triệu. Nên các bạn nào có điều kiện thì các bạn chơi cũng ok. Nhưng mà là góc nhìn của mình nha, nếu các bạn đã muốn vào cái phần cine lens, các bạn tốt nhất nên chơi giống anh Liêm là tạo cho mình một cái bộ cinemod nhưng mà là từ lens vintage. Đúng rồi. Còn một khi từ lens chụp hình đó. Đúng rồi, từ lens chụp hình vintage á, như là Nikon IS hay là Ricoh OM hay là Contax Zeiss. Còn nếu như các bạn thực sự muốn xài lens cine thì mình khuyên là đừng mua, các bạn hãy đi thuê theo từng dự án. Mỗi lens nó có sẽ một cái đặc trưng hay, tiết kiệm hơn, đỡ phải là tốn tiền, bỏ quá trời tiền để mua một dàn lens. Mà đầu tư một dàn lens đâu rẻ đâu. Đúng rồi. Một con lens đã ít nhất mấy ngàn rồi. Cả dàn là chục ngàn là chuyện bình thường. Nhưng mà thực ra thì tùy mỗi loại, ví dụ cinema lens á thì nó lại có những cái điểm mà nó những cái thằng mà mình đi cinemod lại không có. Thì ở đây nó gọi là cái phù hợp với mình cho từng dự án. Có nghĩa giống như là cinema mod á, những cái lens cinemod á thì nó sẽ lâu lâu, tại vì nó là mod lại mà, nó là độ lại, nó là chế lại, nên là nhiều khi nó sẽ có những cái rủi ro trong lúc mà mình quay dự án mà mình phải gặp. Và những cái rủi ro đó thì mình không thể nào fit nó ngay lập tức được. Đấy, thì rồi. Nó là một cái rủi ro nếu như mình đi quay một cái dự án cái lớn hay là như thế nào đó thì nó sẽ là rủi ro. Còn những cái con cinema lens á mà hiện đại bây giờ á thì nó đã là hoàn thiện 100% rồi. Đấy, mình chỉ gắn vô và mình đi quay thôi. Thì cái đó là cái mà thường mọi người ít lưu ý nhất. Tại vì á, nhiều đợt em đi quay mặc dù là project cá nhân thôi, rõ ràng là cái bộ cinemod của em hồi trước là Super Multicolor Takuma. Nó đang rất bình thường, nhưng đi quay tự nhiên có một vài con lens nó bị kẹt, không zoom vào, không vặn được luôn. Thế đâm ra lúc đó là mình cũng bị bí luôn. Còn đối với một số trường hợp khác ấy, mình may mắn mình vẫn cầm theo những cái con lens backup. Nếu mà đi mấy con lens vintage thì mấy anh em đi phim, anh em cũng biết là một khi đã muốn xài mấy con phổ biến như là cái gì ta, Helios 44-2 á, thì không bao giờ anh em cầm một hoặc hai con đi theo đâu. Em thấy anh em đi phim toàn cầm nhất khoảng 3-4 con đi theo để backup. Tại vì mấy lens đó mà dưới cái cường độ làm việc xoay manual như vậy, với dưới môi trường tẻ như vậy á, thì khả năng cao nó bị kẹt hay bị bong chóc hay là bị hư hỏng rất là cao. Thì đó là cái kinh nghiệm của phía bên em, là em thấy là anh em xài vintage cinemod thì nên lưu ý. Còn anh em là muốn đảm bảo thì cứ mua thẳng lens cine đi. Đó là lời khuyên chân thành nhất ha. Còn không đi thuê thôi. Không đi thuê cho đỡ tốn tiền. Mua mấy lens nào mình hay xài ấy, xài, còn không đi thuê. Cái câu hỏi này là câu hỏi cũng hơi tế nhỉ, cũng hơi có liên quan tới sự việc đợt rồi. Mình cũng không muốn nói nhiều quá, nhưng mình tóm gọn lại là trong quá khứ cũng có khoảng 2-3 anh, thậm chí là nhiều hơn mà mình không biết, thì đi trên set và làm việc quá sức thì cũng xảy ra nhiều cái tình cảnh không hay, không may. Câu hỏi muốn dành cho anh Liêm là khi làm việc trên một set lớn như vậy, có rất là nhiều vị trí khác nhau, thì theo anh thấy là vị trí nào là vị trí
cực nhất và nên lưu ý nhất về vấn đề sức khỏe để tránh những tình trạng bi thương như đợt rồi xảy ra với rất nhiều anh? Thực ra thì trên mỗi set quay nó sẽ có rất là nhiều người và mỗi người nó sẽ mang một cái vị trí và một công việc khác nhau. Thì ở đây là ai cũng sẽ có một cái nỗi khổ, một cái lo toan của riêng mình á. Nhưng mà khi mà anh đi set nhiều á thì anh cảm thấy là những cái người mà trên set cực nhất á là những cái người mà tới sớm và ra về trễ. Và những cái người đó thường sẽ là những anh em chạy máy, chạy đèn, chạy kỹ thuật, chạy set design. Là những anh em phải làm việc chân tay rất là nhiều. Đúng rồi, nó làm về chân tay. Đúng rồi. Thì những anh em đó là những anh em mà anh thấy là cực nhất ở trong đoàn. Thì ví dụ giống như call time đi, mình 6 giờ thì anh em đã phải tới rental lúc 4 rưỡi chẳng hạn để bưng đồ lên xe, xong rồi xe di chuyển tới đúng 6 giờ là có mặt ở đó. Thì họ đã phải dậy sớm hơn mình khoảng phải là 3 rưỡi hoặc là 3 giờ nếu như người ta ở xa cái rental. Còn mình thì ví dụ 6 giờ mình có mặt thì 5 giờ mình dậy, kiểu vậy. Đúng rồi, nên là mình ở gần thì còn dễ nữa. Đúng rồi. Hoặc mình làm mấy vị trí cao cấp thì cái việc mình có mặt sau nó cũng không có là vấn đề. Đúng rồi, tại vì những cái đó nó mình đã chạy nó từ đầu hết rồi. Nên là cứ mà vậy mà làm thôi. Nên là với lại những cái trường hợp bữa giờ anh cảm thấy là nó là một phần ở cái Việt Nam mình chưa làm được giống như thế giới ấy, là có thể điều được cái số giờ làm việc cho nó đúng, cho nó phù hợp. Tại vì bây giờ nó vẫn còn rất là nhiều OT đó. Đúng rồi, mặc dù là cái việc mà tất cả production house đã ký kết là làm việc tối đa 18 giờ đúng không anh? Nhưng mà thực chất ra về bản chất em vẫn thấy là nhiều người vẫn OT hơn thật. Cái này thì anh nghĩ là do đâu mà mọi người lại OT vậy? Anh nghĩ là do mọi người không muốn mất phần của mình đó. Anh nghĩ là vậy, giống như anh đi. Anh không có ký gì 15+3 hay gì hết. Anh chỉ hưởng ứng theo mọi người thôi. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài mình làm, mình deal với khách hàng, cái người quyết định là khách hàng, là mình có được win cái job này hay không và mình có những cái lợi thế nào hơn đối thủ để khách hàng phải chọn mình. Thì những cái mà mình có thể làm thêm giờ, mình có thể làm OT này kia kiểu, chi phí này kia kiểu, nó là những cái để mà khách hàng có thể lựa chọn mình để mình win được cái job đó. Thì tất cả những production house hiện tại đang gặp một cái vấn đề đó là nếu như mọi người đồng tâm với nhau là bây giờ tao chỉ làm 18 tiếng, ai deal cái gì đó tao không chịu, thì nó sẽ là ok hết, có nghĩa là ai cũng 18 tiếng hết và mình không cần phải deal về cái thời gian làm việc nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ một hai người vô đấu với nhau đi, một thằng làm 18 tiếng nhưng mà thằng còn lại kêu tao có thể làm hơn 18 tiếng. Thì đúng rồi. Thì cái thằng 18 tiếng còn lại để nó win được cái job đó thì sao? Thì nó phải deal giống như thằng kia. Vậy thì ở đây trường hợp là mọi người lại tự bóp nhau, tự ham việc quá, xong tự cạnh tranh với nhau không lành mạnh. Trường hợp này em thấy cũng nhiều ngành nghề với nhau chứ không phải chỉ ngành nghề này của mình. Kiểu như là thay vì giúp đỡ nhau để đi lên hoặc là cùng nhau kiên quyết làm gì đó thì em thấy là mọi người toàn chọn cách là chịu thiệt thêm rất là nhiều. Mà trong trường hợp chịu thiệt về mặt tiền nong thì không nói nha, chịu thiệt về mặt sức khỏe là một cái mà mình nghĩ là một khi đã mất đi mà lấy lại rất là khó. Nhưng mà cái việc mà để mọi người đồng lòng được cái vấn đề đó thực sự khó. Khó. Tại vì không có ai đứng lên và làm một cái người đứng đầu để mà giải quyết được cái vấn đề đó thì không thể nào giải quyết được. Không thể nào có một cái chung được với nhau hết. Nên là bây giờ mình chỉ có thể hạn chế được những cái việc đó bằng cái việc là mình chăm sóc sức khỏe tốt hơn thôi. Thế nên là những anh em lên set thì mặc dù biết là nhiều anh em làm việc cũng cố gắng chạy theo deadline để không OT và thường là mọi thứ không bao giờ theo ý muốn là nó sẽ chậm trễ như vậy. Nhưng mà em đấy là nhiều anh em là hay có vụ là bỏ ăn uống, chỉ uống bò húc, cà phê rồi lại thuốc lá, xong rồi ăn mấy cái bánh ngọt. Thực sự là một ngày thì mình không nói. Nhưng mà ví dụ như là anh em mà đi phim đi, chắc chắn em không thể nói đi có 1-2 ngày hoặc 1 tuần. Thường đi phim anh em kéo dài cũng phải 2 tuần cho tới 1 tháng. Là phim ngắn rồi đó, tưởng tượng 30 ngày như vậy nó hại không? Hại chứ. Không, đó điển hình là giống như anh mà. Ví dụ anh mà vô cái guồng mà chạy câu xít á, cháy câu xít á, là thì là anh sẽ bỏ ăn luôn, anh không ăn. Anh chỉ uống nước, anh cầm hơi thôi. Cho tới khi mà em uống vậy. Cho tới khi ví dụ buổi sáng đi ha, vô anh ăn sáng. Sau anh quay một phát cho tới 5-6 giờ chiều anh mới bắt đầu anh ăn tối, là anh bỏ cái bữa trưa luôn.
kiểu giống như là mình làm, mình tập trung quá, mình không có cảm thấy đói luôn á. Nghĩa là bị quên ăn luôn, chứ không phải là mấy anh em cố tình không ăn. Ai cũng muốn được ăn ngon thoải mái đó. Nhưng mà nhiều khi thời gian ăn có 5 phút, 10 phút. Tại vì do bị cháy co shit là trễ á, thì bây giờ cũng khó nói lắm. Để khắc phục điều đó thì anh nghĩ là, hoặc tất cả anh em, từ quan điểm của anh thể đưa ra được cái solution nào? Solution á, thì anh thấy cái này nó tùy vào mỗi người á. Thì mình đưa ra đây thì nó cũng tùy mỗi người có thể làm được người không. Giống như bây giờ, nói chung là nó vẫn là về cái vấn đề là lo sức khỏe cho bản thân mình thôi. Ví dụ nhiều khi anh đã từng đi những cái job mà nó tới 30 mấy tiếng liên tục on set. À, giống cái đợt em với anh đi chung là 30 tiếng còn gì. Không, anh đi còn hơn đó nữa. À, trời ơi. Có nghĩa là từ 5 giờ sáng hôm nay đúng không, cho tới gần 4 giờ chiều ngày mai mới xong. Chà, ủa là liên tiếp luôn, không nghỉ luôn? Liên tiếp không nghỉ. Ôi, thế thì căng quá. Là lúc đó là anh em thay phiên nhau ngủ. Ngủ 1-2 tiếng xong dậy, thay thằng kia ngủ. Kiểu vậy. Và một vài chớp giống như chớp với Tuấn Anh cũng 2 ngày. Ừ, 2 ngày. Mà mỗi ngày ngủ được, chắc anh em ngủ được 4 tiếng là hết đá rồi. À, nhưng mà còn được ngủ. Còn những cái chớp mà anh đi, ví dụ 24 tiếng không ngủ hoặc là 28 tiếng không ngủ đấy, thì nó cực kỳ, nó mệt. Nó hại sức khỏe quá. Mà ví dụ mình đi 1 tháng hoặc là 2 tháng mình đi một chớp vậy thì nó ok. Ấy là thi thoảng đi một chớp vậy mà không kéo dài quá ok. Nhưng mà đi nhiều là thua. Thì anh nghĩ là ở đây là mọi người phải nghĩ sức khỏe của mình thôi. Ví dụ mình cảm thấy ha, sức khỏe mình ok. Người ta deal với mình một cái chớp như thế này. Và khi người ta deal với mình rồi thì người ta sẽ đưa cho mình một cái timeline là tao chắc chắn là sẽ OT, và OT bao nhiêu tiếng. Và mày phải làm việc trong bao nhiêu tiếng chẳng hạn. Thì đó là do lựa chọn bản thân mình, ok, mình cảm thấy sức khỏe mình tốt, mình nhận. Còn không thì từ chối. Mình cảm thấy là sức khỏe mình không tốt nhưng mình vẫn muốn nhận thì mình điêu giá cao lên. Còn nếu như mà mình cảm thấy thật sự mình không khỏe thì mình từ chối. Nhưng mà em thấy là một số anh em thì thật sự là không phải là không muốn từ chối mấy job đó. Nhiều anh em ví dụ như là mấy em đạo diễn hay là DP thì em không nói, tại vì những người đó còn có thời gian nghỉ ngơi hay là có tiền cao. Nhưng ví dụ như anh em đi kỹ thuật đèn hay bưng bê đèn có 700-800 ngày hoặc 1 triệu một ngày, thì em thấy là so với mười mấy tiếng chia ra ấy, nó thực sự không bỏ thể. Thì anh em lại có xu hướng là bào từ job này qua job khác một cách liên tiếp luôn. Thì nhiều khi ok 1 triệu một ngày mấy anh em kỹ thuật bào hết 30 ngày 30 triệu, 30 triệu nghe cuối tháng là ok đúng không? Nhưng mà bạn thử nghĩ lại đi, ngày nào cũng như vậy đi thì sức khỏe nhiều khi không đủ tiền để bạn đi chữa bệnh luôn á. Đúng rồi, thì nếu mà mấy anh em làm về AC hay là đèn á thì những cái này anh cũng không biết sao nữa, tại vì thật ra nó là cái để người ta kiếm tiền rồi. Đúng rồi, nên là bây giờ có thì người ta phải đi thôi, cũng khó nói lắm. Nhưng mà nôm na là bây giờ nếu mà chốt lại giải pháp ấy, thì một là cố gắng đi với khách hàng nhiều đầu tiếng thôi, hai là nếu mà cảm thấy là phải OT mà lâu dài như vậy á mà chắc chắn là bản thân kham được á thì hắn nhận. Và cái thứ ba là nếu mà không khách hàng vẫn muốn là nhiều đó trong không yêu đó thời gian phải hoàn thành á thì deal cao tiền lên. Và khi đi deal cao tiền lên ấy, thì em thấy á, là có một số set còn có vụ là swap toàn bộ crew luôn, nghĩa là ngày làm 3 ngày liên tiếp thì 2 ngày đầu là một cái crew khác deal P khác. Xong mệt quá swap sang một crew khác là có deal P khác luôn, cam op khác luôn và kỹ thuật đèn khác luôn, nhưng mà cũng cùng và chung một production house luôn. Thì cái đó là ta nhiều tiền rồi. Cái đó nhiều tiền thì mình có thể làm vậy, tuy nhiên không phải lúc nào cũng nhiều tiền, nên chủ yếu là các bạn hãy coi làm sao để sắp xếp mọi thứ vận hành trong thời gian ngắn nhất có thể. Nói thật OT thì không ai muốn OT đâu, chứ OT kiếm thêm tiền thì cũng vui đó, nhưng mà nó cũng không đáng so với. Đúng rồi, nó không đáng. Sức bỏ ra đó. Để kết lại cái vụ mà OT làm việc như vậy, anh khuyên đối với những bạn trẻ mới, những bạn mà đang sung sức ấy, nên làm gì? Thì bạn ấy còn bây giờ đang sung sức đi job liên minh mà không nghỉ không gì luôn, ăn uống vô tội vã luôn, em thấy đầy luôn á. Anh chỉ khuyên một điều thôi, có nghĩa là nên lo sức khỏe của mình từ bây giờ, chứ không phải đợi nó có vấn đề rồi mới lo. Có thể các bạn bây giờ các bạn mới vào nghề, các bạn sung sức, các bạn làm bao nhiêu cũng được, cứ có chớp là các bạn làm ngày đêm sáng tối cũng được. Nhưng mà những cái đó nó tích tụ lại dần dần, nó sẽ là một cái sau này, một cái hệ lụy sau này mà mình sẽ không biết được. Giống như là các bạn, nếu mà các bạn tắm đêm mà các bạn tắm đêm hoài năm này qua năm kia thì sẽ có ngày các bạn sẽ có cái hệ quả của cái việc đó. Nên là vì sao người ta mới khuyến cáo không tắm đêm. Nên là thì về cái việc này nó cũng là về sức khỏe của mình thôi. Thì
mình muốn mình có sức khỏe để mình đi đường dài với cái nghề này, phải chuẩn bị sức khỏe ngay từ đầu. Giống như anh là hồi đó anh không có chuẩn bị sức khỏe hay gì hết, nên là bây giờ kiểu là đi quay bây giờ khoảng 18 tiếng một ngày thôi là đã thấy mệt rồi. Là anh bắt đầu tới giới hạn luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ kể cả em, lúc em đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng kêu em là sức khỏe của em thì chỉ nên tối đa 10-12 tiếng thôi. Thế nên là cái việc mà đi set ấy, em cũng từ bỏ đi mấy cái set lớn luôn rồi. Tại vì những set lớn không thể nào bạn đi dưới 15-16 tiếng được. Bây giờ em làm mấy cái job ở mức gọi là tầm giữa để bảo vệ sức khỏe. Thì tầm giữa thì crew của em tối đa chắc 10 người hết đáp. Nhưng mà đi thường là không bao giờ quá 10 tiếng là xong. OT ít khi OT lắm. Mà nhiều khi OT tại vì khách hàng cũng đi theo tụi em luôn á. Nên tới tầm khoảng 8 tiếng là khách hàng đuối rồi. Nên nói chi là khách hàng cũng muốn đòi về rồi nên tụi mình cũng phải quay nhanh thôi anh. Mấy cái job tầm trung bây giờ nó đảm bảo sức khỏe cho em hơn. Yeah. Hồi đó anh đi một cái job mà quay cho KFC. Yeah. Xong rồi quay đó cũng là từ cũng phải hơn 20 mấy tiếng, quay tới sáng hôm sau. Khách hàng mang gối mang chăn đồ lên ngủ luôn tại biết OT mà. Ôi trời, khách hàng gắt thế ta. Nhưng mà khách hàng ngủ buổi tối ngủ nhưng mà crew vẫn phải chạy xuyên suốt cả đêm luôn. Đợt đó là quay bao nhiêu ngày ấy? Quay hai ngày đó, có nghĩa là đúng là một ngày nhưng mà OT thêm một ngày nữa. Trời ơi, gần một ngày nữa. Thế càng phết nhỉ. Thì tại vì mọi người cũng nếu mà dưới cương vị là mình là những người nhận job thì sẽ hiểu theo hướng này. Nhưng mà dưới cương vị là một khách hàng mang tiền đi để sản xuất thì cái việc mà ai cũng muốn chi nó ít nhất có thể trong để đạt được cái hiệu suất tối đa. Thì cái việc mà ép mấy cái bên nhân sự để làm thì cũng sẽ thường xuyên xảy ra thôi. Trừ khi mà bây giờ cái trung bình GDP của Việt Nam kiểu lương này là mọi thứ nó ok, nó đầy đủ hết á, thì em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ổn hơn. Chứ trước mắt là lương trung bình của Việt Nam hiện tại là nó đang thấp hơn 2 triệu so với cách đây 2 năm luôn. Em có theo dõi là đúng rồi, tổng thể nó đang thấp hơn 2 triệu. Với lương văn phòng hồi trước là ra trường làm việc được ok, có trình độ mức độ nào đó này 8 triệu hay là 7 triệu rưỡi ok, giờ thấp hơn. Vậy thì bảo sao giờ người ta làm freelance vậy? Đúng rồi, giờ hộp cơm này nọ, hồi xưa là 25 hay là 30 ok rồi. Bây giờ bạn ăn no, bạn phải ăn 45 hoặc 40, hoặc không bạn phải mua được những cái nơi mà không đảm bảo sức khỏe quá thì nó sẽ rẻ hơn. Mà như vậy thì nói chung là ăn gì là sẽ bị ảnh hưởng đó đó. Này là đối với cá nhân em, sức khỏe là gì? Là ăn uống điều độ, ngủ điều độ, kể cả đi làm job cũng vậy. Phải biết khi nào nên học cách nói không với những điều có thể hại tới bản thân bạn, nhất là sức khỏe, đe dọa tới tính mạng. Vậy lâu về dài nha. Nên vậy. Nên như vậy. Ok, vậy thì bây giờ đi tới cái phần cuối cùng của câu hỏi ngày hôm nay. Để mà được đi quay những cái set TVC xịn sò cho các brand lớn và các cái MV xịn sò cho nhiều bên nghệ sĩ, thì các bạn ấy nên bắt đầu từ đâu? Vì các bạn ấy rất là đam mê cái việc đi quay. Đại đa số là các bạn sẽ đam mê việc đi quay. Ít bạn nào đam mê đánh đèn hay làm set design lắm. Nhưng mà các bạn này rất mong muốn là có cách nào, có đường tắt nào nhanh chóng để đi quay được những cái TVC lớn hay là MV lớn cho những cái KOL hoặc là brand lớn hay không? Đối với anh thì nó không có cái nào mà không làm mà khó ăn hết đâu. Đối với anh đi ha, thì anh cũng phải chật vật mấy năm trời anh mới có được cái chớp như nó như vậy cho những cái brand, cho những nghệ sĩ lớn. Và cái cách để mà làm được á, nó là mình phải tạo dựng mối quan hệ. Thì mối quan hệ ở đây có nghĩa là mình có thể bỏ công làm lời, nghĩa là thời gian đầu làm đúng rồi free rất là nhiều để mà người ta thấy được là mình có một cái tài năng, một cái nghệ thuật, một cái con mắt gì đó, và người ta lựa chọn mình để làm cho những cái sản phẩm sau. Đó thì đó là đối với những MV đi, nghệ sĩ đi, mình đi tìm những cái nghệ sĩ mà mới nổi, mà đang nổi chẳng hạn, mình collab với họ. Và mình làm những cái dự án phi lợi nhuận đó cho họ. Khi mà họ cảm thấy là mình hợp với lại cái vibe của họ và mình làm tốt, khi mà họ đã phát triển lên rồi đó, thì họ sẽ liên hệ lại với mình để làm. Thì lúc đó là các bạn đường đường chính chính các bạn làm một cái MV với lại tiền của nghệ sĩ bỏ ra cho các bạn làm. Vậy thì theo anh nói là thật sự là hiện tại đang không có đường tắt mà các bạn vẫn phải liên tục đi làm việc, mà có thể mà chủ yếu là để được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn và môi trường lớn hơn, thì các bạn phải hy sinh chút thời gian, hy sinh chút lợi nhuận của bản thân để được lên set đó. Và khi lên đó các bạn phải thể hiện thực tốt để gây chú ý đối với họ, đúng không? Đúng.
Và khi thực hiện đủ tốt thì bây giờ sẽ cần tới yếu tố như podcast trước mình nói là thiên thời địa lợi, thì may mắn các bạn sẽ lọt được vào trong mắt xanh và các bạn có thể làm. Tuy nhiên là cái này cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi các bạn, không phải là ai cũng sẽ follow được theo cái cách này. Có những người đang làm giữa chừng họ sẽ bỏ, họ sẽ nản. Và có những người là chỉ cần làm một vài năm là nổi lên. Tuy nhiên là mình không biết người anh tên là Justin Photographer đi. Người anh đó đã rất là cố gắng làm việc, học hỏi, đi lên từ số 0 và chỉ trong vỏn vẹn 3 năm rưỡi tới 4 năm đã đặt được cái tên và cái dấu ấn nhất định về cái style và trình độ của mình trong giới photo. Vậy thì ở đây á, thì đối với mình á, mình thấy là các bạn ngoài cái việc mà thể hiện ra, các bạn tạo mối quan hệ ra, các bạn nên tự tạo những project cá nhân nha. Những project cá nhân cực kỳ quan trọng. Tại những project người khác là các bạn chỉ thể hiện để giúp người ta giải quyết vấn đề thôi. Còn những project cá nhân là bạn thể hiện cá tính riêng của bạn, những gì tốt nhất, tinh túy của bạn ra để cho người khác biết. Nhiều khi họ không biết là bạn có, bạn phải thể hiện ra thì họ mới biết là à, bạn có này người ta sẽ cần, người ta sẽ book. Đó, thì theo góc nhìn của mình là vậy. Thì anh Liêm có lời khuyên gì tiếp không? Nhân cái mà Tuấn Anh vừa nói về cái project cá nhân á, thì anh thấy cái đó nó rất là quan trọng nha. Tại vì cho những bạn mới á, tại những bạn mới thực sự là để mà nói là bây giờ nhận một cái job xong rồi người ta sẽ yêu cầu profile bạn đâu, portfolio bạn đâu. Thì những người mới làm sao có được. Nhiều người họ sẽ nghĩ quẩn, họ sẽ đi lấy của những professional khác để họ đưa. Ví dụ các bạn xin phép đi thì ok, nhưng mà nếu mà các bạn lấy về thì nó cũng không đúng. Đúng rồi. Thì cái cách để các bạn có những cái portfolio đó là cái gì? Các bạn tự tạo ra một cái project. Ví dụ bây giờ các bạn nhận một cái dự án là quay sản phẩm đi chẳng hạn. Thì các bạn tự làm ra một cái video, các bạn tự biên tự diễn ra một cái video quay một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn. Đúng rồi. Các bạn thể hiện cái tài năng của mình ra và mình gửi cái đó cho khách hàng thì mình đã có cái profile rồi. Đúng đó. Rồi. Nên là thời gian rảnh cứ làm những cái project cá nhân, những cái gì mà mình cảm thấy là mình mạnh về cái đó. Thì mình cứ làm, chắc chắn là sẽ có lúc cần thiết để sử dụng tới. Em thấy vậy cũng đúng. Nhưng mà giả sử trong trường hợp bạn không có nhiều mối quan hệ đi, bạn vẫn có thể cố gắng làm mọi thứ một mình. Nhưng mà mình cũng biết là nhiều bạn sẽ viện lý do là em không có máy này, em không có lens này, em không ai giúp này, không ai giúp kia. Thế là lúc nào cũng sẽ gặp cản trở hết đấy. Nhưng quan trọng là mình biết cách xử lý vấn đề. Khi gặp những cản trở đó thì mình làm tốt nhất trong khả năng có thể thôi. Tại vì nếu như bạn không thể hiện đủ tốt hoặc là bạn không đem lại những giá trị nhất định thì rất khó để thuyết phục những anh em khác để collab, để cùng bạn tạo ra cái sản phẩm project cá nhân riêng, dấu ấn của chính bạn. Đúng không? Anh thấy sao? Đúng. Đó, thế nên là quan trọng là ngoài mối quan hệ ra thì bạn phải có trình độ nhất định thì người ta mới tin tưởng. Chứ nếu bạn không làm được thì người ta cũng không có quá để ý mấy. Nói chung là cái đó thì mình cũng phải trau dồi về kỹ năng, về những cái mà mình học được hoặc là những cái mà mình tiếp thu được từ bên ngoài nữa. Còn nếu mà mình không có chuyển hóa những cái đó được để nó thành ra một cái sản phẩm, nó cũng không có đi tới đâu được. Đúng rồi. Tóm lại, thứ nhất là học hỏi, tự học hỏi và đi học ở những nơi chính quy nếu được một cách nhất định. Thứ hai, sau khi học xong các bạn hãy cố gắng tạo được ra cái sản phẩm gì đó để gây chú một mình nhé các bạn nhé, hoặc kêu ai giúp đỡ cũng được, để gây chú ý với một số anh em trong production house hoặc gây chú ý với client. Và khi đã có sự chú ý rồi thì các bạn nên có thể là bỏ cái lợi ích của bản thân đi để nhìn xa hơn, đó có nghĩa là lên set, lên cùng mọi người và giúp mọi người hoàn thiện cái MV đó, cái TVC đó một cách ok hơn và thể hiện được cái giá trị của mình trên TVC đó và trình độ của mình. Thì khi các bạn vừa thể hiện trình độ được, các bạn làm việc cùng với họ rồi, các bạn có sự chú ý của họ rồi, thì cái việc mà mời họ để làm dự án cá nhân là rất là dễ. Và khi có dự án cá nhân mà lại còn làm tốt nữa thì các bạn càng dễ để lọt vào mắt của các client và production house bây giờ hơn. Và điều này là điều top 1 luôn. Nếu như bạn làm được thì chắc chắn bạn sẽ luôn nằm trong danh sách ưu tiên. Đó chính là với chi phí nhất định bạn có thể làm còn nhiều hơn thế nữa. Nghĩa là chi phí thấp không có thể làm khó bạn, mà bạn có thể sáng tạo và làm mọi thứ dựa trên những cái chi phí thấp để cho ra những thành phẩm siêu phẩm hơn và nhìn chuyên nghiệp hơn so với mức budget được đưa ra. Thì hiện tại mình đang thấy là nhiều bên rất cần cái này, không phải nhiều bên bây giờ mà xưa giờ vẫn rất cần cái này. Thì đây sẽ là cái top 1, và cái thứ hai là cái trình độ của bạn là top 2.
là bạn cần nên lưu ý để có thể mà đi nhiều set hơn hay quay nhiều TVC hay ho với giống như anh Liêm ở đây ha. Vậy thì anh Liêm có lời nhắn nhủ gì với các bạn trước khi kết thúc video không? Theo cái câu chuyện hôm nay muốn chia sẻ ha. Ok. Thì thứ nhất là về thiết bị thì các bạn cứ cố gắng là mình có gì mình chơi đó. Đúng rồi. Và mình cố gắng mình sáng tạo, tại vì đây là cái nghệ thuật nên là cái sáng tạo nó là cái tiên quyết để nó làm nên con người của mình. Mình cố gắng sáng tạo để mình tạo ra một cái sản phẩm chứ không phải là thiết bị nó tạo ra sản phẩm đó. Nó chỉ là một phần thiết yếu thôi. Rồi còn về vấn đề mà về sức khỏe, về đi chớp thì các bạn mới nên chú ý là mình nên chuẩn bị sức khỏe và tinh thần ngay lúc này, chứ không phải là mình đã đi sâu nó vào rồi mình mới bắt đầu ngộ ra và mình bắt đầu chăm sóc thì nó sẽ trễ. Thứ ba là cố gắng trau dồi những cái kiến thức, những cái gì mình học được, những cái gì mình tìm hiểu được để mình đem ra mình làm những cái sản phẩm cá nhân. Yeah. Làm ra những cái sản phẩm của riêng mình, nó nhỏ thôi cũng được, nó không cần phải là quá lớn, quá wow chẳng hạn. Yeah. Để mình đem những cái sản phẩm đó ra mình chào hàng cho những cái khách hàng mà sau này có thể là nó sẽ match với lại những cái sản phẩm đó của đúng mình. Đúng rồi, tại đâu phải khách hàng nào cũng muốn siêu cao cấp đâu. Nhiều khi bạn phù hợp với họ là họ book thôi. Đó thì mình chỉ có những cái chia sẻ đó thôi. Vậy thì cảm ơn anh Liêm hôm nay đã đến làm cái podcast này. Và nếu như bạn nào muốn hỏi thêm về những cái việc mà đi làm việc trên set hay là các bạn có những cái câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới thì mình với anh Liêm sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn ha. Còn bây giờ video đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới tận bây giờ và hãy đón xem những podcast tiếp theo nhé. Mình sắp tới cũng sẽ làm podcast với một số anh khá là thú vị trong ngành ha. Còn bây giờ thì bye and see you next time.